Viên sủi hỗ trợ điều trị viêm gan Glycophate, sản phẩm đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ siêu vi nano Nhật Bản đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân có được những cuộc lội ngược dòng thoát khỏi viêm gan sau nhiều năm dòng đằng đẵng điều trị. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay không còn phải dậy sớm để xác cả gai leo uống cho cả ngày. Cuộc sống của bà hiện nay đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi nhận kết quả âm tính với virus viêm gan B sau 5 năm trời điều trị tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Vừa bị gan nhiễm mỡ, lại nhiễm virus viêm gan siêu vi B, cả gia đình đổ dồn kinh tế để lo cho tôi. 4-5 năm trời, từ Tây Y sang Đông Y, thậm chí không còn tiền, chỉ còn đủ để mua cà gai leo để sắc uống qua ngày. Cũng may mắn, tôi đọc được báo và thấy viên sủi Glycophate, thành phần chính của nó là cà gai leo, lại được bào chế theo dạng viên sủi. Rồi đây cũng là một cái công nghệ của siêu vi nano Nhật Bản, cho nên tôi mới mua về dùng thử. Bị viêm gan siêu vi B từ năm 1986 với triệu chứng lạ như xuống cân, vàng da, đau dữ dội hạ sườn phải, chán ăn, ông Đặng Hiền Minh vẫn còn nhớ như in những đêm nằm mất ngủ, lo sợ sơ gan. Hơn 30 năm kiệt quệ về kinh tế vì điều trị viêm gan, đến lúc muốn buông xuôi thì xem bản tin thời sự, thấy tin vui từ sản phẩm Glycophate, ông Minh chẳng thể ngờ. Tôi cũng thật là không ngờ khi mà mình uống cái Glycophate đó. Thế cái chỉ số men gan của tôi nó giảm 4 đến 5 lần. Chứ không phải như trước đâu. Toàn 200 trên 200. Thế bây giờ thì là cái tình trạng đau sườn phải này, hạ sườn phải này là coi như đỡ hẳn rồi. Thế rồi là da rẻ thì hồng hào. Ăn uống thì ngon miệng. Mà ngủ rất là sâu giấc. Thế bây giờ là coi như thế là các cái cân nặng thì lại trở về như cũ rồi. Viên sủi Glycophate với thành phần chính là cà gai leo, ứng dụng công nghệ siêu vi nano Nhật Bản, có công dụng giải độc gan, ngăn ngừa hình thành các chất hóa học gây viêm, làm chậm và giảm xơ gan thông qua quá trình làm lành vết sẹo và tổn thương gan, ức chế sự sao chép của virus viêm gan A, B. Công nghệ siêu vi nano Nhật Bản giúp phân tách các hoạt chất thành kích thước siêu nhỏ, giúp cho các vi chất quý trong dược liệu tăng sinh khả dụng, tăng độ tan lên hàng nghìn lần, dễ dàng xâm nhập tới tận từng tế bào gan bị tổn thương, làm tăng khả năng hấp thu và giúp dưỡng chất có tác dụng lâu dài, chứ không chỉ ngắn hạn, từ đó gia tăng hiệu quả điều trị. Thứ nhất là dưới dạng viên sủi, nó giúp cho được hấp thu tốt hơn, lại dưới dạng nano nữa thì lại càng làm cho nó cái hấp thu nó lại càng tốt hơn nhiều, gấp hàng nghìn lần. Thì đấy là một cái tác dụng. Còn tác dụng thứ hai nữa là nó có những các cái cây có cái tác dụng chữa bệnh nó rõ rệt, diệp hạ châu, cà gai leo. Chúng tôi thấy sản phẩm Glycophate này với những thành phần thảo dược từ thiên nhiên cho thấy hiệu quả trong việc hồi phục và tái tạo được các cái tế bào gan tổn thương, và đồng thời là giảm thiểu được những cái tác động sinh học có hại cũng như là cái sự lây lan phát triển của virus viêm gan B, lại cùng với cả cái công nghệ nano siêu vi và cái dạng viên sủi thì đấy là một cái sản phẩm rất là hoàn chỉnh đấy, để giúp cho các cái bệnh nhân viêm gan virus B cùng với cả cái việc sử dụng các cái phác đồ điều trị và những cái đợt viêm gan mà cần sử dụng và cùng với cả cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cái chế độ sinh hoạt thì đấy sẽ có thể là một cái người bạn đồng hành hiệu quả và an toàn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.